Bình Dương Nguyễn Thanh Hùng, 26 tuổi, tổng giám đốc công ty địa ốc Bình Dương, Cityland và cấp dưới bị cáo buộc đã vẽ dự án để lừa đảo khách hàng. Ngày 26 tháng 2, Hùng và Hoàng Anh Vui, 26 tuổi, giám đốc pháp lý công ty địa ốc Bình Dương Cityland, bị công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thanh Hùng, trái và Hoàng Anh Vui lúc nghe quyết định bị khởi tố. Ảnh, Thái Hà. Tối qua, cảnh sát đã khám xét trụ sở công ty này tại thành phố Thủ Dầu Một, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu, máy tính. Liên quan đến hành vi lừa đảo khách hàng. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, Hùng và Vui tự vẽ ra nhiều dự án ma không có thật tại huyện Bào Bàng và Phú Giáo rồi rao bán cho nhiều người với giá 280 đến 360 triệu đồng một nền 100m². Tuy nhiên sau khi nhận tiền, công ty không giao đất như cam kết. Những ngày qua, hàng trăm khách hàng kéo đến trụ sở công ty đòi tiền và gửi đơn tố cáo. Phước Tuấn Let's Blog Ads Oi